cho các bạn. Ở đây là một cái công viên để cho gia đình đến đây chơi vào cuối tuần đó các bạn. Mình thấy ở đây rất là đẹp, mình sẽ quay cho các bạn xem khung cảnh ở đây nó như thế nào nha. Ở đây nó có một cái hồ nước rất là đẹp nè các bạn. Mùa đông á, những cái cây ở Úc này nó rụng lá hết trơn các bạn, nó trơ cành ra thôi á. Sẽ có một cái nhà ăn như thế này để cho mọi người đến nướng barbecue á các bạn. Tụ họp gia đình vào cuối tuần mình ra đây á, mình đem thịt đồ xúc xích đồ mình ra đây mình nướng á. Họ có sẵn những cái lò nướng và những cái nhà có ghế sẵn cho mình ngồi, mình ăn, mình nướng, mình chơi ở đây á bạn. Trắng nhỏ ở vùng quê á, rất là yên tĩnh vào buổi sáng sớm đó các bạn. Rồi mình đi qua đây mình coi khung cảnh ở đây như thế nào nha. Có một cái hồ màu đỏ rất là đẹp đó các bạn. Rồi, có cái cầu màu đỏ rất là đẹp, mình đi lại gần cho. Có nước chảy suối nè, róc rách nè. Nước suối rất là trong luôn đó các bạn. Khung cảnh ở đây đẹp quá trời luôn á. Mình thấy cái hồ đẳng có mấy con vịt trời cơ các bạn. Để mình đi lại đó mình cho các bạn xem nha. Những con vịt nó đang vơ kìa. Cái này buổi chiều mình mát, mình đi ra mình dạo bờ hồ này, mình đi tập thể dục cũng rất là yên đó các bạn. Đây là những con vịt trời nè. Nó dạng quá ha, nó không có sợ mình luôn kìa. Paradise. It's coming for me. Ồ, nó cắn lộn rồi ha. Hai em vịt đi thẳng thơ ha, không có sợ người ta bắt ha. Đây là con mà sao lắc cây. Nha. Những cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Mùa đông á, cái cây này nè, cái lá nó vàng hết trơn rồi các bạn. Giờ này không khí rất là mát các bạn, mát lạnh luôn. Cái này là có một cái vùng quê nằm ở trên núi. Nói thì những cái nhà này các bạn, chỗ này khu du lịch đó, ở cho mình thuê nhà khi mà mình muốn những cái mà holiday á, mình mướn nhà này mình ở vài ngày á các bạn. Xung quanh căn hồ nè,
chim hót líu lo ha. Không có ồn ào náo nhiệt, rất là yên tĩnh. Ở đây có một cái gốc cây các bạn, rất là to luôn nè. Cái này chắc khoảng 4 người á, khoảng 4 người ôm á. Cây này lâu năm dữ lắm luôn rồi nè. Cây này là cây khuyên diệp á các bạn. Cái cây này là ở nước Úc này rất là nhiều, người ta trồng rất là phổ biến á. Hồ này cũng rộng rộng ha, họ sẽ không có cho mình bơi ở hồ này, không có cho nhảy vô cái hồ này tắm. Họ để bảng cảnh báo á các bạn. Mình thấy người ta dắt chó đi dạo ở đây á. Ôi, một em vịt nè. Một em vịt đang bơi lẻ loi ở đây rồi nè. Bên kia cũng có một em kìa. Vịt ở đây á các bạn, người ta không có bắt. Cái này mà gặp ở Việt Nam là mấy con này chắc tiêu hết rồi quá. Ôi, có một cái cầu bắc ngang, cái ống nước ha, chảy xuống đây, nước rất là trong luôn nè. Bên đây chảy qua cái cống này. Mình quay một vòng cái hồ này cho các bạn xem. Đẹp hả các bạn?